Ngày hôm nay chương trình của chúng ta đang live stream và đây là những hình ảnh sẽ ghi lại cho chúng ta một năm 2020 để đó, và chúng ta sẽ hướng đến năm 2021 với nhiều điều tốt đẹp và phát triển hơn. Theo các anh chị thì khu vực nào chúng ta sẽ đạt top doanh thu cao nhất trong năm vừa qua hả? Ai nói là khu vực Việt Nam? Khu vực miền Trung? Khu vực miền Bắc? Ồ, như vậy là tất cả các khu vực của chúng ta đều đạt doanh thu cao trong năm 2020 vừa qua. Và bây giờ Tiến cùng với MC đang rất là đang hồi hộp xem là công bố là khu vực nào sẽ dẫn đầu doanh thu của chúng ta trong năm 2020 vừa qua ạ. Rất hồi hộp đúng không ạ? Rất hồi hộp. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố khu vực nào trong năm 2020 vừa qua sẽ dẫn đầu doanh số. Và đến giờ này thì tôi cũng chưa biết, và tất cả các MC này cũng chưa biết được khu vực nào. Chúng tôi muốn mời vị thuyền trưởng của chúng ta, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội, chủ tịch câu lạc bộ Forever, sẽ cùng tiến lên phía trước công bố xem là khu vực nào dẫn đầu trong năm 2020 vừa qua. Năm nay câu lạc bộ miễn như nào? Xin lỗi, miễn nào? Nói to, you talk so big, miền Bắc đứng đầu. Đứng đầu miền Bắc. Vâng, và rất chúc mừng câu lạc bộ miền Bắc đã tiếp tục chúng ta dẫn đầu khu vực về doanh thu trong năm 2020. Một tràng pháo tay dành cho miền Bắc ạ. Và giờ đây chúng tôi xin được mời đại diện của khu vực miền Bắc chúng ta sẽ lên dựng cờ. Phần thưởng dành cho câu lạc bộ dành cho khu vực dẫn đầu doanh thu năm nay miền Bắc, đó là 50 triệu đồng tiền mặt. Một tràng pháo tay dành cho miền Bắc của chúng ta, rất là tuyệt vời ha. Khu vực miền Bắc ơi, các bạn đang ở đâu hả? Miền Trung và miền Nam, chúng ta hãy nhìn hình ảnh này và cố gắng cho năm sau được không ạ? Yeah! Quý vị ơi, chúng tôi muốn thấy những cái tay quyết tâm của quý vị được không ạ? Yeah! Vâng, một lần nữa chúc mừng khu vực miền Bắc chúng ta đã giữ vững được cái danh hiệu. Và giờ đây thì xin được mời đại diện của ba miền, chúng ta sẽ cùng đứng với ban lãnh đạo sẽ chụp một tấm hình lưu niệm kỷ niệm trong đêm vinh danh của năm 2020. Các bạn FB ơi, bây giờ những nghi thức của chúng ta đã, quan trọng của chúng ta đã kết thúc, bây giờ bắt đầu chúng ta mới xõa nè quý vị. Giờ đây trên sân khấu chúng ta đang có những hình ảnh đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Thì tiếp về giữa dưới đó, chúng ta không lấy nước ngọt, bia cái gì trong tay có, chúng ta cùng nâng cấp chúc mừng cho đêm hội ngày hôm nay được không ạ? Lido yeah. Và hình ảnh ở trên đây chúng ta có thể vẫy chào để chào đón năm 2021 được không ạ? 1, 2, 3, yeah!
Một lần nữa xin được chúc mừng khu vực miền Bắc của chúng ta. Và giờ đây xin được mời đại diện của ba khu vực chúng ta trở lại vị trí để bắt đầu cho đêm tiệc ngày hôm nay ạ.